Bổ sung canxi sao cho đúng cách. Canxi giúp cơ thể hình thành hệ xương và răng vững chắc, đảm bảo các chức năng thần kinh và đông máu. Thiếu canxi sẽ gây còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người lớn. Công ty Sun Rau xin giới thiệu sản phẩm Holy Spoon, liệu pháp bổ sung canxi toàn diện. Những nguy hiểm mà người thiếu canxi có thể gặp phải: hạ canxi máu, xơ cứng động mạch, loãng xương, ngứa, tê bì chân tay. Các dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang thiếu canxi: trầm cảm, chứng dị cảm, đục thủy tinh thể, đau dạ dày, tiêu chảy, da thô chuột rút, hạ đường huyết, rụng tóc, móng tay dễ gãy, bệnh thường xuyên, đi tiểu nhiều, đau nhói, chuột rút tay chân. Công ty Sun Rau cho ra mắt sản phẩm Holy Spoon với các thành phần chính như sau: canxi dưới dạng canxi carbonat, canxi citrat, canxi fumarat, canxi malat, canxi succinat 330mg, magie dưới dạng magie oxit, magie citrat, magie fumarat, magie malat, magie succinat 166,6mg, vitamin D3 dưới dạng cholesterol 200IU 5 microgram. Công dụng của Holy Spoon: bổ sung canxi giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ hạn chế tình trạng loãng xương, giúp ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ huyết áp, tim mạch, hỗ trợ tăng cường chiều cao cho trẻ trong độ tuổi dậy thì, dự phòng nguy cơ thiếu hụt canxi. Đối tượng sử dụng: người bị thiếu canxi hoặc tăng nhu cầu sử dụng canxi, phụ nữ có thai và phụ nữ sau sinh, phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh, trẻ dặm lớn, còi xương, thanh thiếu niên dậy thì, đối tượng sau chấn thương, phẫu thuật xương, người cao tuổi bị suy nhược thần kinh, loãng xương, tê bì chân tay. Mọi chi tiết và hỗ trợ xin truy cập website sunrouse.vn.